đơn giản thì ta sẽ có một cái biến nó gọi là star. Star là tượng trưng cho việc bắt đầu của cái chuỗi mình thấy. Nhìn nào, nếu như mà bất kỳ một vị trí nào mà SI nó bằng với file 0, file 0 tức là cái ký tự đầu tiên của cái chuỗi mà mình cần tìm. Nếu bất kỳ một vị trí nào trên phiên SI mà nó bằng với file 0, lập tức cho nó star bằng Y. Cứ cho trước đi. Rồi, for in Z sẽ bằng 1 Z nhỏ hơn len file Z cộng cộng. Lúc này cái vòng lặp này á là nó duyệt cái chuỗi, duyệt cái chuỗi file, duyệt chuỗi file. Nhìn nè, đầu tiên á, nếu mà SI là cái ký tự đầu tiên, bất kỳ ký tự nào trong cái chuỗi S mà nó bằng với cái ký tự đầu tiên của cái chuỗi mình cần tìm, mình cho nó star bằng y. Sau đó mình bắt đầu chạy từ z bằng một là của cái chuỗi file nha, chạy tới hết chuỗi file, lấy từng ký tự so sánh với bắt đầu từ cái chuỗi đó mà cộng cộng star lên. Ví dụ như ban đầu star nó bằng 5, vậy thì chỗ này nó sẽ lấy tiếp S tại vị trí cộng cộng star lên là 6, lấy S6 so sánh tiếp với cái ký tự tiếp theo của chuỗi mình tìm kiếm. Nếu như mà có một cái sự khác biệt xảy ra, tức là coi như là nó không khớp rồi đó, không khớp thì mình out ra ngoài. Out ra ngoài thì mình có một cái biến tương để mình kiểm tra điều đó nha. Check bằng true, nếu nó bằng nhau thì check bằng true trước cái đã, rồi duyệt. Nếu như mà khác nhau một cái lập tức check bằng phone và sao break ra, check bằng phone và break ra ngoài. Nếu như ra bên ngoài vòng lặp này rồi mà check vẫn là true, tức là nó đã tìm thấy, thì mình sẽ return lại cái gì ta. Còn nếu như mà nó vẫn không phải là true thì cuối cùng ra bên ngoài nó sẽ return lại -1, là coi như không hề tồn tại đó. Đó là toàn bộ cái hàm này, đó là cái hàm mà tìm kiếm cái vị trí đầu tiên của một cái chuỗi trong một chuỗi khác. Đầu tiên là lấy mình đầu dài hai chuỗi, star là bắt đầu, bone check là để mình kiểm tra coi là có trùng hay không, bắt đầu mình duyệt qua cái chuỗi S nha. Duyệt chuỗi S rồi, nếu như mà mình thấy được là có sự bằng nhau giữa hai cái file 0 mà bằng với SI thì lập tức là star bằng y luôn cái vị trí vô, bật cái check là true. Rồi từ cái vị trí đó mình duyệt tiếp cái chuỗi file từ vị trí 1, tại vì vị trí 0 nó bằng nhau rồi, duyệt từ vị trí 1 kiểm tra. Nếu mà file Z mà nó khác với cái vị trí cộng cộng star tiếp theo, lập tức check bằng phone thoát ra. Đó là điều kiện để nó dừng lại. Còn nếu như nó bằng nhau hết thì nó không dừng ha. Nếu chết bằng true tức là nó có tồn tại cái chuỗi đó thì mình trả về ta là vị trí, còn nếu không thì trả về -1 là không tồn tại. Thử luôn. Đặt cái tên hàm mà là tên là động từ chứ, tìm vị trí đầu tiên. Rồi nhìn nha, S chuỗi của anh là chuỗi Việt nha, green tờ S vị trí ra. Chuỗi của anh là chuỗi Việt, theo các bạn chuỗi Việt nó có tồn tại trong này không? Có, ở vị trí nào? Đếm nè, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 là vị trí đầu tiên nó tồn tại. Chữ V nè là vị trí 7 đúng không? 7, rồi chạy lên. Kết quả ra 10 là không đúng rồi đó, 10 là sai rồi đó. Star, biết sao sai rồi.
ở đây do mình đã làm sao anh? Trộn trộn cái star lên cho nên khiến nó bị thay đổi rồi. Vậy là không được. Mình nên gán star một cái gì khác đi. Tem đi. Tem bằng star. Ở chỗ này là cộng cộng tem. Được không? Cộng cộng tem. Rồi. Chạy lại. Thì nó ra là số 7 nè. Từ chí 7 nè. Giờ nhìn nha. Nhìn thử trường hợp nè. Lỡ như ở dưới này anh có khoảng trắng. Có được không? Có khoảng trắng ở đây thì theo các bạn có tìm thấy không? Vẫn được rồi, khoảng trắng ở đây nè. Thì vẫn là 7 nè. Hay là nó không vậy? Yếu nè. 7. Thấy không? Nếu như bây giờ nhìn nè, hai khoảng trắng thì sao? Được không? Không nha. Rồi chạy lên. Trừ 1. Thấy chưa? Đó. Và anh đã làm mẫu cho bạn hai hàm. Hàm thứ nhất là hàm tìm vị trí đầu tiên. Hàm thứ hai là hàm gì? Hàm các chuỗi trong một đoạn XY. Nhưng mà cái hàm after the thought đó muốn làm không dễ rồi. Hơi phức tạp chút ở chỗ thế này nè. Cái chỗ mà bạn tìm vị trí đầu tiên đó của cái hàm mà mình vừa mới làm ở đây nè, là lúc nào bạn cũng tìm từ vị trí nào? Tìm từ vị trí nào? Vị trí không. Nhưng mà để thấy cái after the thought đó, cái lần đó after the thought đầu tiên nó tìm ở vị trí không. Nhưng cái lần thought thứ hai á, nó truyền nó tìm ở vị trí nào? Vị trí trước đó nó vừa cắt, đúng không? Vậy thì cái chỗ này bạn nó cố định là không được không? Nếu bạn áp dụng vô cái hàm ấy là thoát thì chỗ này bạn không cố định là không được. Mà bạn phải làm một cái miếng gì đó linh động. Linh động một cách nào? Cho nó một miếng ít ở đây đi. Ít ít đi. Rồi ở đây nè, y nó sẽ là bằng ít. Nếu bạn truyền ít bằng không thì y nó bằng không. Nếu truyền ít là một vị trí khác thì y nó là không. Hiểu không? Nếu bạn làm ấy là thoát thì bạn lấy cái ít chính là cái lần trước đó mình truyền vô đây là được không? Gợi ý cho bạn về nhà, gợi ý hầu như là 99% rồi đó. Giờ chỉ còn bạn suy nghĩ rồi làm một chút rồi ra rồi. Thấy không? Quá là dễ nha. Giờ làm được cái từ khó cho anh không? Làm được hàm đó không? Ai tự tin làm được không? Giơ tay coi thử coi. Ai tự tin làm được không? Anh Tâm sao? Tâm tin lên. Mình là con gái mà. Dạ rồi. Rồi. Đây là cách để mô phỏng cho các bạn thấy được cái hàm. Những cái hàm bây giờ anh mô phỏng hết những cái hàm cho bạn thấy á. Tất nhiên những hàm này nó còn thiếu nhiều lắm. Các bạn chắc anh á, nhớ coi video clip của buổi ngày hôm qua. Anh mô phỏng full hết clip luôn. Full hết tất cả những cái hàm mà có luôn. Rồi bây giờ nè, mình làm nhanh hai câu cuối đi. Rồi mình về. Tại vì anh cũng chuẩn bị lễ rồi. Đi đám cưới rồi. Đám cưới lễ luôn. Giờ bài số 6 nè, nó kêu cái gì? Viết hàm tìm một cái từ có chiều dài lớn nhất và xuất ra màn hình từ đó và độ dài tương ứng. Đây là bài số 6. Ha, mình tạo một chất mới đi. Bài 6 nha. Tìm từ có chiều dài lớn nhất xuất ra cái từ đó và độ dài tương ứng của nó. Đó là cái đề bài này. Và trước khi làm các bạn cần phải ôn lại một số kiến thức như sau. Từ là cái gì? Ai cần nhớ đừng nghĩa về từ. Từ là một ký tự cũng được gọi là từ. Hoặc là nhiều ký tự hợp lại cũng là một từ. Với điều kiện là nó khác khoảng trắng. Vậy thôi. Khác khoảng trắng. Nhìn nhá. Giờ mình dùng thư viện như bình thường đó nha. Tại nãy giờ mình viết được thư viện hết rồi. Giờ mình cứ dùng như bình thường đi. Khỏi cần làm khó nhau như vậy. Rồi giờ nhìn từ nè. Giả sử như thế này nha. Từ của mình là từ này. Từ này đi. Theo các bạn từ nào dài nhất? Nguyễn là từ dài nhất.
Rồi độ dài là nhiêu? 7 à, 6. Rồi 6, đó là dài nhất. Đó là trường hợp bình thường mà chúng ta phải làm được ở bài này. Cá biệt có một số trường hợp như sau. Cắt ra một đống khoảng trắng. Cắt ra đống khoảng trắng. Cắt đống cái. Cắt đống cái. Cắt một cái. Đó, trường hợp bá đạo là như vậy. Trường hợp bình thường cắt ra một khoảng trắng thì đó làm gì, đúng không? Trường hợp đó là quá dễ. Giờ trường hợp mà nó lung tung loạn xạ này là đó mới là vấn đề của mình. Tất nhiên các bạn sẽ nói với anh như sau. Nếu mà đối với một cái chuỗi mà nó bất thường như thế này á, chúng ta sẽ đi duyệt rồi thấy được chỗ nào khoảng trắng thừa ta xóa bớt khoảng trắng đi, xóa làm sao cho nó cách nhau còn một khoảng trắng cứ như là chuỗi bình thường thôi. Cách nó được nhưng mà phức tạp quá, xóa nó mỗi lần xóa là phải dịch nhiều lắm. Giờ anh không cần xóa, anh muốn xử lý trực tiếp cho cái chuỗi này luôn để ra được kết quả là từ nguyễn tới độ dài là 6. Giờ các bạn coi ý tưởng của anh nè, ý tưởng của anh như thế này nha. Đầu vào của anh á, nếu như mà cái vị trí không á, nó không phải là khoảng trắng thì chắc chắn là anh sẽ cho nó star chính là ở N. Nếu như nó là khoảng trắng thì mình thấy quy tắc của nó như sau: một cái khoảng trắng rồi bên cạnh nó là một cái khác khoảng trắng thì đó là bắt đầu của một từ. Bạn thấy không? Một cái khoảng trắng rồi bên cạnh nó là một cái gì đó khác khoảng trắng thì cái đó đó nó chính là bắt đầu của một từ. Được chưa? Hiểu bắt đầu của một từ như thế nào không? Đó là nếu như mà ở trước đó có một khoảng trắng rồi đến lượt nó là khác khoảng trắng thì nó là bắt đầu của từ. Rồi kết thúc của từ là khi nào? Khi mà từ cái vị trí star đó bắt đầu chạy lên, chạy tiếp gặp cái khoảng trắng đầu tiên thì lùi về trước đó, nó chính là kết thúc của một từ. Nhìn nè, star bắt đầu là N, chạy lên gặp chỗ này là khoảng trắng nè, thì trước đó là chỗ N, nó chính là kết thúc của một từ. Được không? Hình dung được cái này không? Bắt đầu của một từ là nếu mà một khoảng trắng rồi bên cạnh nó là một cái gì đó khác khoảng trắng thì đó là bắt đầu của một từ. Còn kết thúc của một từ là từ cái vị trí bắt đầu đó chạy tiếp gặp khoảng trắng đầu tiên thì trước đó lùi về một cái, nó chính là kết thúc của một từ. Nè, từ chỗ N mình chạy tiếp gặp khoảng trắng ở đây nè thì trước đó chính là kết thúc của một từ. Nhìn ra rồi đúng không? Nhìn cho nhìn thấy được điều đó chưa? Mà nhìn được điều đó chưa ta? Sao lớp im lặng vậy? Lớp đây nó kém tích cực quá ta. Lớp cao qua nó nói chuyện vui lắm các bạn. Được chưa? Lớp mình hiểu được cái gì anh vừa nói không? Bắt đầu có một từ và kết thúc có một từ nha. Rồi bây giờ mình xử lý nè. Bạn coi thử ở đây. In len sẽ bằng str len của s. Rồi xử lý nè. For in y bằng 0, y bé hơn len, y cộng cộng đi. Rồi bạn nhìn nè, nếu như mà si bằng khoảng trắng và đồng thời si cộng 1 khác khoảng trắng thì có phải si cộng 1 chính là sao? Đúng không? SI mà là khoảng trắng và đồng thời cái vị trí bên cạnh nó là khác khoảng trắng thì nó chính là star, chính là y bên cạnh, nó y cộng 1 đó. Đó. Rồi. Khi mình thấy được là star nó bằng y cộng 1 rồi á thì mình sẽ bắt đầu duyệt tiếp cái chuỗi từ cái chỗ star nó trở đi. Nếu mà SC mà bằng khoảng trắng thì cái n là cái nào? J-1. N bằng J-1 ha. Mà nhìn nè, nếu như mà n đã bằng J-1 rồi á, tức là mình đã lấy được cái n chính là n rồi á, thì sang cái lần sau cái y á, nó có cần phải duyệt lại từ chỗ g nữa? Đâu cần đâu, nó sẽ duyệt tiếp từ cái chỗ này trở đi. Cho nên mình nhớ phải cập nhật lại cho y ở đây nè. Y bằng J ha, y bằng J để cho tiếp tục cái vòng lặp nó sẽ cộng cộng lên để ra được một cái khác. Y bằng J, SJ là khoảng trắng, y bằng n đi cũng được, y bằng n đi đó. Đây cái tập J
and. Nếu mà để y bằng z ở chỗ này nè, giả sử như chỗ này mình có hai khoảng trắng, z nó chính là khoảng trắng này, thì y bằng z là y sẽ ra đây. Tiếp tục phòng lập nó sẽ cộng cộng lên sẽ là chữ v. Nhiều khi nó mất đó nha, nhiều khi nó mất đó. Cho nó y bằng n đi, để mà tiếp tục đó, nó quay sang cái nó cộng cộng để nó sang được cái vị trí gì rồi đó. Y bằng n đó. Rồi cập nhật lại xong. Rồi bây giờ nè, giả sử như một chuỗi là chữ chữ sơn đi nha, bắt đầu từ vị trí 0 kết thúc ở vị trí mấy, 2, thì độ dài chính là gì? Chính là n trừ star cộng thêm 1. Chỉ số mà, do chỉ số bắt đầu từ 0. Giả sử như một chuỗi bắt đầu là 3 kết thúc ở 5 thì là 3, 4, 5, 3 ký tự là, tức là lấy 5 trừ đi 3 cộng thêm 1 nha. Và là mình có được cái độ dài ở đây nè, mình có một cái độ dài ở đây chính là in độ dài sẽ bằng chỗ này đi, mình viết trong này đi. Độ dài sẽ bằng n trừ star cộng 1 nha. N trừ star cộng 1, n nó bằng z trừ 1. Ở đây rút ra chứ, phải rút ra chứ. Khi mà nó gặp khoảng trắng thì rút ra, ra ngoài này. N trừ star cộng 1. Mà cái độ dài này nó cần phải so sánh với một cái biến mát để biết được là mỗi một từ độ dài là bao nhiêu. Tối thiểu một từ là độ dài là nhiêu bạn? Tối thiểu một từ là bao nhiêu? Tối thiểu độ dài một từ là một, đơn là độ dài là một. Vậy thì nếu mà len này mà nó còn, nếu độ dài lớn hơn mát thì mát bằng độ dài. Nếu độ dài còn lớn hơn mát thì mát bằng độ dài. Đó, mát bằng độ dài thì bây giờ mình sẽ có một hai cái biến lưu lại nữa đi. Hai cái biến lưu lại đó là star mát và end mát. Xong. Đó, cứ như thế chạy hết vòng lặp. Bây giờ ra ngoài này nè, mình chỉ có nhu cầu mình in ra cái đoạn từ star mark đến end mark, đó là cái chuỗi mình cần tìm. FI là ký tự trong đoạn từ star mark đến end mark, chính là cái chuỗi mình cần tìm được, đó là kết quả nha. Rồi, thử chạy coi được không? Thử chạy với trường hợp này nha. Thấy chưa? Ra kết quả là từ Nguyễn. Đó. Và bây giờ mình thử trường hợp cho thêm chữ gì vô. Cho thêm cái chữ gì vô. À, coi chừng nha, chỗ này có chiều sai nè. Giả sử như nha, giả sử như chỗ này nó không có khoảng trắng ở đuôi, coi chiều sai đó. Có sai không? Có phải đứng không? Rồi, không phải, không xảy ra. Giờ thử nè. Có một chữ dài lên. Ha 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 hi hi. Thì bây giờ kết quả sẽ là cái chữ này, đúng không? Kết quả sẽ là 3 chữ ha, 2 chữ hi. Đó, kết quả sẽ là 3 chữ ha, 2 chữ hi. Mình chỉ là xác định được star mark và end mark, rồi mình chạy vòng lặp trong đoạn đó mình xuất ra thôi là xong rồi. Đó. Rồi bây giờ muốn độ dài đúng không? Độ dài bây giờ chính là gì bạn? Chính là cái mark này luôn nè. Thấy không? Độ dài bây giờ là 10 nè. Hả? Vậy là bạn hiểu được cách làm của bài này không? Mình xác định được star với end là vị trí bắt đầu và kết thúc của một từ. Sau đó mình có một cái biến mát tối thiểu một từ là độ dài là 1, cho nên mình lại mát bằng 1. Rồi kiểm tra nếu mà độ dài đó mà lớn hơn mát, cập nhật lại mát bằng độ dài.
và đồng thời mình có quyến Starmark và Endmark. Starmark sẽ được cập nhật chính là Star, Endmark là End, để mà đi đến cuối cùng rồi mình in ra trong đoạn từ Starmark và Endmark. Và Endmark thì đó chính là cái từ có độ dài lớn nhất, ta không cần phải xóa gì hết á, ta xác định, ta làm trực tiếp cái bài này trên cái chuỗi ban đầu. Thấy cái chuỗi linh động không? Chuỗi xử lý rất là linh động. Sao em? Chuỗi pha sau cùng sao em? Giờ ở đây bỏ ánh trắng đi hả? Rồi. À đúng đúng đúng, trường này quên. Chỗ này quên nữa. Nếu mà đằng sau cùng mà nó có một khoảng trắng á thì coi chừng. Lý do là thế này nè, ở đây nó không nhận được khoảng trắng nữa. Ở đây nè, ở đây là cái được kết thúc chuỗi đó, kết thúc chuỗi chỗ này. Bà biết là sao chỗ này nó lại không ra được kết quả là thế này không? Không ra được cái chữ này, không tìm thấy em. Lý do là sao? Em nó sẽ tìm thấy khi nào? Khi nó gặp khoảng trắng. Nhưng ở đây nó không còn, ở dưới này đâu còn khoảng trắng đâu. Cho nên chỗ này chúng ta còn với một điều kiện nữa, đó là hoặc là nó bằng cái sẽ không. Mà muốn bằng sẽ không thì chỗ này nè phải là gì? Bằng len thì nó mới tới sẽ không được chứ. Len nó cũng là một vị trí hợp lệ nha, nhưng mà nó là sẽ không. Và chạy lại nè, thì đó là từ 22 đó. Đúng rồi, cảm ơn em ha, quên mất chỗ đó. Nếu mà trường hợp cuối cùng nó có sẽ không là khác nữa. Được chưa? Thấy không? Rồi. Giờ thấy bài này dễ hay khó? Khó gì mà khó. Bài 6 là xong. Còn bài 7 á, bài 7 các bạn nhìn đi, viết hàm trích ra N ký tự đầu tiên, N ký tự cuối cùng bắt đầu tại vị trí bot của một chuỗi cho trước. Tức là đơn giản như này nè, giả sử bot bằng 3, N bằng 5, tức là bắt đầu chạy từ vị trí 3, lấy ra 5 ký tự. Nó cũng giống như là cái hàm xuất trinh của anh vậy đó. Chạy từ vị trí 3, lấy ra 5 ký tự thì cũng giống như là lấy ra một hàm, mấy một chuỗi con, một chuỗi cho trước bình thường thôi. Vậy là nhắc lại nè, tất cả những bài tập về chuỗi ở trong cái slide nè là tôi dạy hết ở tất cả mọi ca rồi. Tất cả những cái hàm có trong cái chuỗi, trong cái bài này, trong cái slide này và trong cả cái bài 1, anh cũng đều đã làm mẫu ở tất cả các ca rồi. Ngoài trừ cái ether thoát là anh chưa làm, để cho các bạn tự làm cái đó thử. Thông qua hai hàm anh đã làm mẫu rồi. Cái đồ án ở đây không kịp giờ nữa rồi, cho nên các bạn lên YouTube coi lại cái clip của hai ca trước, anh có giao cái đồ án trong đó. Đồ án làm máy tính á, siêu máy tính á, anh có giải thích kỹ làm mẫu một cái ví dụ luôn, nhớ coi cái đó nha. Rồi ok, buổi học kết thúc ha, chào các bạn. Cái clip của mình bây giờ là 2:11 rồi hả? Tại anh đi lễ em chủ nhật mà. Rồi ha, bye bye các bạn. Rồi ok, mình lấy chào các bạn ha. À, buổi học sau nhớ là đầy đủ nha. Bữa sau mình sẽ học về mảng hai chiều, rồi bữa sau nữa là mình học về con trỏ, là chuẩn bị lớn cái phần khó rồi đó, bắt đầu khó lên nhiều rồi đó nha. Mảng hai chiều rồi con trỏ. Sao vậy Kiều Khanh? Sao nhìn mặt em có vẻ khó chịu vậy? Rồi.